Thanh Tùng Hàng Bãi xin kính chào tất cả các bác yêu audio trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em lại làm video gửi đến các bác 5 cặp loa, trong đó có 6 con âm ly. Đấy. Giá tiền thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác không thể mua đâu được những con âm ly giá rẻ và những cặp loa rất là đẹp như thế này. Và xem video của em hãy cho em một nút like, một nút đăng ký để thường xuyên nhận những video mới nhất bên em. Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2023, em cũng chúc toàn thể các bác có một năm mới gọi là an khang thịnh vượng. Và đầu tiên em xin đi vào chi tiết từng sản phẩm. Model của nó là Diatone DS66EXV ạ. EXV. Đấy. Bát 27 cm, màng carbon gân mút và một tuyến chung carbon và một tuyến tép đôm và một vi tinh chỉnh cho giải cao. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Loa thì được nặng một lớp xi màu đen rất là đẹp. Mặt trước thì được bom bê. Đấy, rất là đẹp luôn. Gông kiềng thì cũng còn rất là đẹp luôn. Sáng choang luôn. Đấy các bác cùng ngắm ạ. Bát 27 màng carbon. Đấy. Chất âm rất là nực luôn. Đấy, các bác đã chơi và trải nghiệm những cái con như thế này. Chất âm rất là nực. Bát 27 chung carbon tép đôm. Loa được nặng ở một lớp xi màu đen. Chiều cao của loa là 60.5 cm, rộng 33 cm và sâu cả ê căng là 32 cm. Em quay tuyến hông chi tiết cho các bác luôn. Đấy. Các bác cùng tham khảo. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ. Các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Tuyệt đẹp luôn. Có rep ride trái phải. Các bác cùng ngắm ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp. Các bác cùng tham khảo. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Model của nó là Diatone DS66EXV ạ. EXV. Giải tần từ 38 đến 30.000 Hz, trở kháng 6 ohm, công suất đầu vào là 50W, công suất mắc là 230W ạ. Các bác nghe nhạc thẩm âm karaoke gia đình những cặp như thế này cũng rất là tốt luôn. 230W cho một cặp, một quả, 460W cho cả cặp, để các bác cùng ngắm ạ. Chất âm rất là hay và các bác cùng ngắm lại và em báo giá một cái giá các bác không thể mua đâu được, rẻ như bên shop em. Đấy, hôm nay em sẽ sell cho các bác một cái mức giá là 4.300.000 cho cặp Diatone DS66EXV ạ, 4.300.000. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu, 4.300.000 đấy ạ. Và tiếp là một cặp Diatone, màu đen cũng của nó cũng là DS66EX ạ, 66EX. Cũng là bát 27 màng carbon gân mút và một tuyến chung carbon và một tuyến tép đôm. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Bát 27 màng carbon chung carbon tép đôm. Rất là đẹp luôn. Gông kiềng thì cũng còn rất là đẹp. Mặt trước cũng bom bê. Thùng thì được nặng một lớp xi màu đen đấy ạ. Thùng được nặng một lớp xi màu đen. Cũng rất là đẹp luôn. Bao cho các bác đẹp tuyệt đối luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Tuyến hông ạ. Tuyến hông thì bao đẹp luôn. Bao đẹp xuất sắc đấy ạ. Không một vết chảy xước luôn. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ. Cũng có rep ride trái phải. Cũng có rep ride trái phải. Bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Đấy. Và các bác cùng ngắm lại tuyến hông của cả cặp. Đấy. Em quay rất chi tiết và chậm rãi cho các bác tham khảo. Và em quay lại đọc thông số. Model của nó là Diatone DS66EX ạ. Giải tần là 38 đến 30.000 Hz, trở kháng 6 ohm, công suất đầu vào cũng là 50W, công suất mắc là 230W ạ. Cũng 460W cho cả cặp. Và các bác cùng ngắm lại loa. Và em báo thông số chiều cao. Chiều cao của loa là 60.5 cm, rộng 33 cm và sâu cả ê căng là 32 cm đấy ạ. Và em quay lại báo thông báo giá cho các bác. Cặp loa Diatone DS66EX, bát 27 màng carbon gân mút và một tuyến chung carbon và một tuyến tép đôm. Hôm nay em sell cho các bác một mức giá là 3.900.000 ạ, 3.900.000. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu. 3.900.000 cho cặp Diatone DS66EX ạ. Hôm nay em dám cam đoan với các bác không lúc nào các bác mua được những cái cặp loa đẹp mà rẻ như bên shop em đâu ạ. Hôm nay em dám cam đoan với các bác là như thế ạ. Và tiếp là một cặp Diatone DS25B. Cũng rất là đẹp luôn. Đẹp mãn nhãn đấy ạ. Cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Bát 25 màng giấy gân vải lụa nõm tẩm dầu nguyên zin. Đấy. Các bác cùng ngắm ạ. Tuyến bát cũng còn rất là đẹp luôn. Đấy. Và một tuyến tép giấy.
một vi tinh chỉnh cho giải cao và một lỗ thở thông hơi cao 4 cm, rộng 15 cm ạ. Gông kiềng thì còn rất là đẹp luôn các bác cùng ngắm ạ. Gông kiềng còn rất là mới. Noa được nặng một lớp xi màu vàng vân gỗ ạ. Chiều cao của noa là 59 cm, rộng 32 cm và sâu cả ê căng là 30 cm ạ. Đấy các bác cùng ngắm ạ. Em vẫn quay tiếp tuyến hông của cả cặp cho các bác tham khảo. Tuyến hông thì bao đẹp luôn. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ. Tuyến hậu các bác cùng tham khảo. Đấy. Đây là vết băng dính ạ. Đây là vết băng dính em nộp ra. Đấy. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Model của nó là Diatol DS25B, giải tần từ 45 đến 20.000 Hz, trở kháng 6 ohm. Công suất là 60W ạ. 120W cho cả cặp. Các bác nghe nhạc thẩm âm karaoke gia đình, nhạc nhẹ nhẹ cũng rất là tốt luôn đấy ạ. Và em báo giá cho các bác cặp loa Diatol DS25B, bát 25 màng giấy, gân vải lụa nõm tẩm dầu nguyên zin và một tuyến tép giấy. Hôm nay bên em sell cho các bác một mức giá là 2.300.000. Duy nhất ngày hôm nay, đấy, duy nhất ngày hôm nay em sell cho các bác một cái mức giá rất là rẻ luôn, chia sẻ đấy ạ, gọi là chia sẻ cho các bác. 2.300.000 cho cặp loa Diatol DS25B. Đấy. Và tiếp là một cặp Diatol DS261 ạ. Các bác cùng ngắm ạ, DS261. Đấy. Cũng là bát 25 màng giấy, gân vải lụa nõm tẩm dầu và một tuyến chung giấy và một tuyến tép đôm, một vi tinh chỉnh cho giải cao. Đấy các bác cùng ngắm ạ. Loa thì bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, đẹp từ tuyến gông cho đến tuyến bát. Tuyến chung, tuyến tép thì miễn bàn ạ. Đấy. Loa cũng được nặng một lớp gỗ ạ, một lớp gỗ màu vàng vần vèo rất là đẹp luôn. Chiều cao của loa là 56 cm, rộng 31.5 cm và sâu cả ê căng là 26 cm ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp. Thùng nặng gỗ rất là đẹp luôn, bao cho các bác vuông thành sắc cạnh. Đấy, không có bể nở sứt sẹo gì ạ. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ. Các bác cũng ngắm tuyến hậu ạ. Như này đã đủ đẹp chưa ạ? Rất là đẹp luôn. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp. Các bác cùng tham khảo. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Model của nó là Diatol DS261 ạ. DS261. Giải tần là 40 đến 25.000 Hz, trở kháng 6 ohm, công suất là 60W. Cũng 120W cho cả cặp. Các bác nghe nhạc thẩm âm karaoke gia đình cũng rất là tốt. Cho cặp loa Diatol DS261 ạ. Bát 25 màng giấy, gân vải lụa nõm tẩm dầu nguyên zin và một tuyến chung giấy và một tuyến tép đôm. Hôm nay em chia sẻ cho các bác một mức giá là 2.400.000. 2.400.000 cho cặp loa Diatol DS261 ạ. 2.400.000. Đấy. Các bác cùng tham khảo. Và tiếp là một cặp loa karaoke ạ. Model của nó là Ramsa đây ạ, Ramsa. Một cái em đã tháo ê căng. Đấy, tháo ê căng để cho các bác tham khảo. Bát 20 màng giấy, gân vải lụa nõm. Gân vải lụa xếp ạ, gân vải lụa xếp tẩm dầu nguyên zin và một tuyến tép đôm rất là gấu luôn, các bác cùng ngắm tuyến tép đôm rất là gấu. Đấy. Loa được nặng một lớp sơn sần màu trắng, lớp sơn sần màu trắng. Chiều cao của loa là 42 cm, rộng 26.5 cm và sâu cả ê căng là 24 cm ạ. Đấy các bác cùng ngắm ạ. Bát 20 màng giấy, gân vải xếp tẩm dầu nguyên zin, hai lỗ thở thông hơi trên một quả tầm khoảng 4 cm đấy ạ, 4 cm. Và tuyến hông nói chung là bao đẹp cho các bác luôn, còn nguyên những cái lỗ bắt ốc đấy, những nó treo đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hậu, các bác cùng tham khảo. Model của nó là Ramsa đấy ạ. Đấy. Và em cứ quay bốn quay này tuyến hông nữa cho các bác. Đấy, các bác cùng tham khảo. Và quay lại báo thông số, báo giá cho các bác. Model của nó là Ramsa VKS A80 VKS ạ, trở kháng 8 ohm, công suất là 160W. 320W cho cả cặp. Thì các bác nghe nhạc cái thẩm âm karaoke cũng rất là tốt những cặp loa như này, cặp loa karaoke. Và các bác cùng ngắm lại và em báo giá cho cặp loa Ramsa 80W. Bên em hôm nay bán cho các bác một mức giá là 3.300.000. 3.300.000, chất âm rất là hay luôn đấy ạ.
chất âm rất là hay cho cặp ram xa đấy, 3.300.000, các bác không nghe nhầm đâu, 3.300.000 cho cặp loa karaoke ram xa. Và các bác yêu thích một sản phẩm nào liên hệ ngay cho em Tùng Audio, chuyên âm thanh bãi trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Và xem video của em hãy cho em Tùng một nút like, một nút đăng ký để thường xuyên nhận những video mới nhất bên em ạ. Và tiếp tục là những con âm ni, giá tiền thì hôm nay em chia sẻ cho các bác là không ở đâu rẻ bằng. Đấy, không ở đâu rẻ bằng, các bác không bao giờ mua được ở đâu những con âm ni mà giá tiền thì cũng rất là bình dân. Đầu tiên là một con Núc Man ạ, Núc Man, model của nó là NV105 ạ, NV105, đấy các bác cùng ngắm. Đây Núc Man, đấy, con âm ni rất là đẹp luôn, em chưa lau dọn vệ sinh gì, còn nguyên bụi, đấy. Rất nhiều bác còn rất thích là cái kiểu để nguyên bụi Nhật, đấy, để nguyên bụi Nhật. Đấy, các bác cùng ngắm, em quay rất chi tiết từng góc cạnh, không bị chảy xước gì, không bị chảy xước. Đánh cho AB riêng biệt và đánh cho cả A và B ạ. Đánh cho AB riêng biệt và đánh cho cả A và B. Có rất nhiều phím chỉnh. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Cũng rất nhiều phím chỉnh luôn. Đây có hai cái bóng đèn là chỉnh cho mạch âm sắc ạ. Bát tép ạ. Đây có hai cái bóng gọi là chỉnh cho mạch âm sắc đấy ạ. Và em quay tiếp ruột gan. Ruột gan của nó thì các bác cùng ngắm ạ. Ruột gan thì dày tì tịt luôn. Đấy. Cục tăng phô, 3 cục tăng phô đấy ạ, 3 cục tăng phô, 1 cục to, 2 cục nhỏ, 2 tụ nọc nguồn, đấy. Chơi cho 4 con sò than, đấy các bác cùng ngắm ạ, 4 con sò than. Rất là gấu luôn. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ, tuyến hậu các bác cùng ngắm ạ, tuyến hậu cũng còn rất là đẹp. Và em đọc model của nó là Núc Man NV105 ạ, Núc Man NV105, đấy. Điện 100V, công suất là 250W ạ. Đánh cho AB riêng biệt là từ 6 đến 16 ohm. Đánh cho A cộng B là từ 6 đến 16 ohm ạ. Đấy các bác cùng tham khảo. Và em quay lại báo giá cho các bác con Núc Man NV105. Đấy NV105. Mặt đen rất là đẹp luôn ạ. Mặt đen rất là đẹp, có hai cái chỉnh bóng chỉnh âm sắc của bát chép rất là đẹp ạ. Và chơi cho 4 con sò than nguyên zin nguyên bản. Hôm nay em báo cho các bác một mức giá rất là tình thương. Là 3.800.000. 3.800.000 cho con Núc Man NV105 ạ. Các bác nhanh tay. Đấy, nhanh tay để chốt những con Núc Man như thế này. Không phải lúc nào cũng có những con Núc Man đẹp như thế này để các bác sưu tầm đâu ạ. 3.800.000 ạ. Và tiếp là một con Pioneer SA7800 ạ. 7800 trơn. Các bác cùng ngắm ạ, mặt mũi thì bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Mặt mũi bao đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Những cái nút vặn cũng còn rất là mới luôn đấy ạ. Những cái nút vặn cũng còn rất là mới luôn. Đánh cho AB riêng biệt và đánh cho cả A và B. Nâu nớt cần gạt, hai đồng hồ vu vảy rất là đẹp ạ. Hai đồng hồ vu vảy rất là đẹp. Đây các bác cùng ngắm ạ. Những cái nút vặn hay là nút vernum còn rất là sáng, rất là đẹp luôn. Và em quay ruột gan. Đấy. Các bác cùng ngắm ruột gan. Ruột gan của em nó thì bao đẹp luôn. Các bác nhìn những cái cáp bẹ còn rất là sáng ạ. Còn rất là sáng luôn. Đấy. Chơi cho 4 con sò than nguyên zin nguyên bản luôn. Cục tăng phô, 2 tụ nọc nguồn. Đấy. Hôm nay có những con 7800 rất là đẹp. Đấy các bác cùng ngắm ạ. Những cái cáp bẹ rất là sáng. Và em quay tuyến hậu ạ. Các bác cùng ngắm tuyến hậu. Đấy. Tuyến hậu thì bao đẹp luôn. Mô đen của nó là Pioneer SA7800, điện 100V, công suất là 160W ạ. Đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm, đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Và cũng rất là dễ ghép loa. Riêng những cái con 7800 này thì các bác đã sử dụng thì biết chất âm của những con 7800 rất là hay luôn, rất là hay luôn. Nói chung là loa gì ghép vào cũng hợp ạ. Loa gì ghép vào cũng hợp. Mà giá tiền hôm nay thì em sell cho các bác một cái giá cũng rất là bình dân, rất là dễ gần. Hôm nay em báo giá cho các bác con 7800 SA7800 trơn, 4 con sò than nguyên zin nguyên bản, 1 cục tăng phô, 2 tụ nọc nguồn rất là to. Hôm nay em sell cho các bác một mức giá là 6.300.000. 6.300.000. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu. 6.300.000 cho con Pioneer SA7800 ạ, 7800. Và tiếp là một con Denon, mặt nhôm phay xước, mặt trắng rất là đẹp luôn ạ. Denon mặt phay nhôm phay xước rất là đẹp. Model của nó là PMA 390SE,
có chảy xước nhẹ đấy ạ, có một chỗ này chảy xước nhẹ hay là vết băng dính đấy. Nói chung là em cứ báo là chảy xước đi đấy, các bác cùng ngắm ạ. Rất là đẹp, đánh cho AB riêng biệt và đánh cho cả A và B nâu nớt bằng nút ấn, rất là đẹp. Riêng mặt mũi thì em bao đẹp cho các bác luôn đấy. Những cái nút vặn này em sẽ vệ sinh sạch sẽ, các bác không phải lo những cái ý đấy. Rất là đẹp luôn. Và em quay tuyến ruột gan chơi cho 4 con sò than nguyên zin nguyên bản này, các bác cùng ngắm này, 4 con sò than nguyên zin nguyên bản, cục tăng phô hai tụ nọc nguồn này, mền vỉ thì bao đẹp luôn, mền vỉ thì bao đẹp. Và em quay tuyến hậu, tuyến hậu rất là đẹp ạ. Mô đen của nó là Denon PMA390SE, điện 100V, công suất 150W, đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm, đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Và em quay lại báo giá cho các bác con Denon PMA390SE. Hôm nay bên em sale cho bác một mức giá là 2 triệu ạ, 2 triệu. Hôm nay các bác sưu tầm những con âm ni như thế này cũng rất là tốt. Các thị trường đang bán những cái con âm ni như thế này đang tầm 2 triệu 8, 3 triệu. Hôm nay em sale cho các bác một mức giá là 2 triệu. Đấy. Chia sẻ cho các bác những cái ngày cuối năm như thế này là 2 triệu ạ. Và tiếp là một con âm ni SA Pioneer SA8800. SA8800. Đây các bác cùng ngắm ạ. Đấy, mặt mũi thì em không phải tả nữa rồi. Đây là những cái vết bẩn thôi. Đấy các bác cứ nhìn, thấy có một vết xước nào thì các bác báo em. Đây, mặt mũi rất là đẹp luôn. Đây là chưa lau dọn gì ạ. Em lau dọn nữa thì thôi cũng miễn bản luôn ạ. Rất là sạch sẽ, gửi đến tay các bác. Các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và em quay ruột gan. Đấy, các bác cùng ngắm ruột gan. Còn rất là đẹp. Đấy, bốn con sò sắt nguyên zin nguyên bản đây này các bác này. Đấy, bốn con sò sắt nguyên zin nguyên bản, chất âm thì rất là hay những cái con 8800 này. Đánh cho AB riêng biệt và đánh cho cả A và B. Đánh cho AB riêng biệt và đánh cho cả A và B. Nâu nớt cần gạt rất là đẹp luôn. Đấy, các bác cùng ngắm. Ruột gan thì em đã quay qua, cục tăng phô hai tụ nọc nguồn. Ruột gan thì bao đẹp cho các bác, rất là mới luôn. Chơi cho 4 con sò sắt nguyên zin nguyên bản, mền vỉ còn rất là đẹp, tản nhiệt cũng còn rất là mới luôn. Và em quay tuyến hậu, tuyến hậu các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Cũng còn rất là mới. Mô đen của nó là Pioneer SA8800, điện 100V, công suất là 100W ạ. Đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm, đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm ạ. Rất là dễ ghép những cái cặp loa bát 30 đổ xuống ạ. Và em quay lại báo giá cho các bác con Pioneer SA8800. Chơi cho 4 con sò sắt nguyên zin nguyên bản. Hôm nay em sale cho bác một mức giá là 2 triệu 800, 2 triệu 800k, các bác không nghe nhầm đâu, 2 triệu 800. Đấy, cho những con âm ni. Và tiếp là một con Technic. Nói chung là những cái con này thì là đánh rất là hay cho những cặp loa Nga. Đấy, mô đen của nó là SUV7A. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Mặt mũi thì chưa lau dọn gì đâu. Đấy, chưa lau dọn gì nó cũng đã đẹp, gọi là 8 trên 10 rồi. Lau dọn đi nữa thì nói chung là miễn bản đấy ạ. Các bác cùng ngắm. Đánh cho AB riêng biệt. Đánh cho AB riêng biệt và đánh cho cả A và B ạ. Đánh cho AB riêng biệt và đánh cho cả A và B. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Đánh cho AB riêng biệt và đánh cho cả A và B. Nâu nớt nút ấn, có rất nhiều nút vặn ở trên, rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn dáng không đã đủ đẹp rồi. Nhìn dáng không của con Technic mặt trắng này cũng đã đủ đẹp rồi. Những con Technic này là chạy Class A đấy ạ. Class A. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Mên vỉ, bao đẹp cho các bác luôn. Cục tăng phô hai tụ nọc nguồn, rất là to luôn đấy ạ. Những cái dàn tản nhiệt này các bác cùng ngắm ạ. Tản nhiệt rất là đẹp ạ. Chơi cho 4 con sò than nguyên zin nguyên bản đấy ạ. 4 con sò than nguyên zin nguyên bản. Đấy, đây các bác cùng ngắm ạ. Còn nguyên bụi Nhật luôn. Đấy, chưa có lau dọn vệ sinh gì. Đấy, chưa sử dụng tại Việt Nam. Đấy, chưa có lau dọn vệ sinh gì, chưa sử dụng tại Việt Nam. Và em quay tuyến hậu. Các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Tuyến hậu rất là đẹp luôn. Đấy. Mô đen của nó là Technic SUV7A, điện 100V, công suất là 137W, made in Japan. Đấy. Và đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 6 ohm. Đấy. Đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Đấy, các bác cùng ngắm ạ.
Đây ạ, đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ôm. Đấy, 4 đến 16 ôm, đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ôm ấy ạ. Và em quay lại báo giá cho các bác con Technic SUV7A. Chơi cho 4 con sò than nguyên zin nguyên bản. Đấy, mặt mũi thì bao đẹp cho các bác. Hôm nay em sẽ sell cho các bác một cái mức giá là 2.500.000 cho con Technic SUV7A. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu ạ. Và tiếp là một con táp ạ. Hôm nay nhà em lại có một con táp CT7000 ạ. Rất là đẹp luôn. Mặt mũi còn rất là đẹp ạ. Rất là sáng, nhìn như mới luôn. Đấy, nhìn như mới luôn. Đấy. Có đường input đây ạ. Có đường input, có đường in thâu. Đấy. Đầy đủ các chức năng. Mặt đồng hồ vu vảnh cũng rất là đẹp luôn. Đấy, máy móc thì nguyên zin nguyên bản luôn. Đây các bác cùng ngắm ạ. Cục tăng máy còn nguyên chữ tuner đây. Các bác cùng ngắm này. Mên vỉ thì dày tịt luôn. Đấy, mên vỉ thì rất là dày luôn. Đấy các bác cùng ngắm. Còn rất là mới. Có rắc ra vào luôn đấy ạ. Rắc đầu ra và đầu vào của nhạc đấy ạ. Đấy các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Model của nó là Pioneer CT7000 ạ. CT7000. Điện 100V, công suất là 15W ạ. Đấy, và em quay lại báo giá cho các bác con TAP CT7000. Hôm nay em sell cho các bác một mức giá là 1.500.000. 1.500.000, các bác không nghe nhầm đâu. 1.500.000. Đấy. Và các bác yêu thích một sản phẩm nào, liên hệ ngay cho em Tùng Audio trên âm thanh bãi trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Và xem video của em, hãy cho em Tùng một nút like, một nút đăng ký để thường xuyên nhận những video mới nhất bên em. Và đến đây, em xin tạm dừng video. Hẹn các bác vào những video tiếp theo. Em xin chào các bác ạ.